Bước 1 đó là chúng ta gọi điện thoại. Chúng ta gọi điện thoại, chúng ta nói chuyện, chúng ta mời họ. Call gọi điện thoại, được nhỉ? Gọi điện thoại để nói chuyện, để mời họ. Đó. Bước số 2. Ngày xưa thì nó chưa có công nghệ như bây giờ đâu, cho nên là nó dùng SMS. Nhưng mà bây giờ thì mình có Zalo, mình có chat rồi, thì mình sẽ gửi tin nhắn bằng các cái mạng nền tảng mạng xã hội. Đúng không ạ? Nên là bước số 2 là nhắn tin. Bước 1 là mình sẽ hẹn bạn, mời bạn đến gì ạ? Đến tham gia cái cuộc họp của mình, đến tham gia cái chapter của mình. Hoặc nếu như mà chúng ta hẹn khách hàng thì chúng ta cũng nhấc điện thoại để gì ạ? Để gọi điện để mời khách hàng đến để làm việc, hoặc là hẹn ở một địa điểm nào đó, quán cà phê, hoặc mời khách hàng đến văn phòng của mình, hoặc mình đến văn phòng của khách hàng, hoặc hẹn một cuộc họp, hẹn gọi điện để hẹn họ online qua Zalo, qua qua Zoom như này, tức là gặp online đấy, hoặc là gặp trực tiếp, thì đều là hẹn bạn, đều là hẹn khách hàng hết. Thì đầu tiên là chúng ta gọi điện. Bước số 2, sau khi gọi điện xong ngay lập tức thì chúng ta sẽ gì ạ? Gửi một tin nhắn để mà gì ạ? Để mà xác định được cái gì ạ? Thời gian địa điểm. Tức là chúng ta gọi điện và chúng ta đã nói với họ rằng là ngày mai 2 giờ chiều chúng ta sẽ có cuộc gặp. Đấy. Nói chuyện với nhau. Thì ngay sau đó chúng ta gửi một cái tin nhắn cho họ. Đấy là chào bạn hoặc là chào anh. Tôi vừa mới gọi điện cho anh đây. Tôi là Huy vừa gọi điện cho anh đây. Và chúng ta đã xác định chốt một cái cuộc hẹn, xác nhận một cái cuộc hẹn đó là vào 2 giờ chiều mai. Đó. Thì chúng ta sẽ gặp nhau ở cái địa điểm này. Sau đó tối cái hôm mà trước khi xảy ra cái cuộc họp ấy, đấy, thì chúng ta sẽ nhắn một cái tin nhắn nữa, nó gọi là SMS lần thứ hai. Đó là chúng ta sẽ xác nhận lại là cái lịch làm việc, bởi vì đôi khi ấy, cái người khách hàng ấy là họ không có nhớ cái lịch đâu, họ không có quan tâm, họ không có nhớ đâu. Cho nên là trước cái đêm đầu đêm đêm trước khi mà xảy ra cái cuộc hẹn ấy là chúng ta gửi một cái tin nhắn nữa. Cái tin nhắn này sẽ là cái tin nhắn vừa là nhắc lịch, nhưng nó là cái tin nhắn mà nhắc nhở. À, anh chị nhớ ăn mặc doanh nhân, mang theo nhiều name card để kết nối với các cái gì ạ? Các cái giám đốc khác. Đồng thời là chúng ta hãy đến sớm để giao lưu cùng với cả các giám đốc khác ở đầu giờ. Đó, chúng ta đến sớm trước cái giờ lịch hẹn. Ví dụ như là chúng ta thường họp vào lúc 6 giờ 30, 6 giờ 45 thì khoảng 6 giờ 30 là bạn nên có mặt. Rồi hướng dẫn họ cách để xe. Anh chị sẽ để xe ở khu vực này nhé. Sau đó đi bộ qua khu vực này thì sẽ vào được cái hội trường. Thì trước cái hội trường nó sẽ có cái biển như thế này. Đó. Thì khi mà mình làm như vậy á, thì những người khách hàng họ sẽ cảm thấy rất là gì ạ? Rất là yên tâm và họ cảm thấy mình chu đáo. Đúng không anh chị em? Đó. Mình phải hướng dẫn cho họ từng bước. Rồi xác định là mặc cái gì. Rồi chuẩn bị cái tinh thần như thế nào. Đấy, rồi chuẩn bị cái gì. Ví dụ anh chị mang theo 200 nghìn để đóng cái tiền hội trường và tiền ăn sáng. Ví dụ thế thì mình nhắc nhở mọi người cái cách để mà họ đến. Nếu mà chúng ta hẹn khách hàng thì chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta hẹn khách hàng offline đến văn phòng của mình thì mình cũng hướng dẫn họ là đặt gửi xe ở đâu, nếu anh chị đi xe máy thì gửi ở đâu, nếu gửi ô tô gửi ở đâu, chi phí hết bao tiền. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là ăn mặc như nào, hoặc là chuẩn bị cái gì, có mang theo tiền hay không, hoặc là cần phải chuẩn bị tinh thần như thế nào. Đấy. Ngay cả chúng ta online cũng thế thôi. Ví dụ như là Huy cũng có một cái công việc kinh doanh, và cái công việc kinh doanh thì của Huy thì cũng cần phải bán hàng, cũng cần phải chia sẻ cho khách hàng. Thì Huy thường bán hàng qua online như này. Huy làm việc hầu hết làm việc ngồi ở nhà, và cái công việc kinh doanh của Huy là làm việc online và toàn cầu luôn. Thế thì khi mà Huy cũng phải hẹn bạn để mà trao đổi cái công việc, thì khi mà Huy hẹn bạn trao đổi ấy, thì Huy cũng phải nhắc nhở họ là cái giờ này thì bạn vào Zoom nhé, nhưng khi vào Zoom bạn nhớ này, nhớ là bật mic, bật cam, tắt mic và tương tác thường xuyên với cả cái người chia sẻ. Đồng thời là gì ạ? Đồng thời là chúng ta nghiêm túc và không làm việc riêng trong suốt cái quá trình. Thêm vào nữa là chúng ta đặt tên theo cái mẫu như này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Tức là mình cũng phải hướng dẫn họ các cái bước.
Đó, thì đấy là cái SMS số 2. Và cái SMS số 3 đó là trước cái giờ hẹn, trước cái giờ mà chuẩn bị mà chúng ta gặp nhau ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ nhắn một cái tin nhắn nữa. À, cuộc họp sẽ cuộc họp sẽ diễn ra vào 30 phút nữa hoặc vào 1 tiếng nữa. Anh chị em đã sẵn sàng để chuẩn bị cho cuộc họp chưa? Đấy, được ạ. Sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc họp chưa? Đấy. Thì đấy là cái SMS số 4. Đấy, SMS số 4 đó là gì ạ? Đó là chúng ta nhắn trước khi cái cuộc họp đó diễn ra khoảng độ 1 tiếng thì chúng ta sẽ nhắn luôn. Được ạ? Nhắn để nhắc họ là cuộc họp nó chuẩn bị diễn ra rồi, tức là cái cuộc gặp mặt cũng chuẩn bị diễn ra rồi. Bạn đã di chuyển chưa? Bạn đã đi chưa? Đường có tắc không? Trời có mưa không? Kiểu kiểu như vậy, tức là mình quan tâm đến họ, đúng không ạ? Đấy. Và cái SMS cuối cùng hoặc là cái cuộc gọi cuối cùng đấy là ngay sát hoặc ngay trước cái cuộc gặp khoảng 10 phút. Khoảng 10 phút trước cuộc gặp thì mình hỏi họ xem họ đã đến chưa. Nếu một số người họ đến rồi thì thôi, còn nếu họ chưa đến thì chúng ta nhắn ngay trước cái cuộc họp đấy khoảng 10 hoặc 15 phút để nhắc nhở cũng như là để xác nhận xem họ đã đi chưa, họ đã trên đường chưa, họ đã có mặt chưa. Đấy, rồi xác nhận xem họ đã gọi là đến cuộc họp chưa. Đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ có 5 bước như vậy để bám sát. Và nếu như mà anh chị em làm theo đúng 5 bước này thì rất ít khi mà khách hàng mà bỏ bom chúng ta. Có rất nhiều người bảo em hẹn khách rồi nhưng mà đến lúc mà đến giờ khách bảo ôi trời anh quên mất, bận mất. Đó, thì kiểu kiểu như vậy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta bị khách hàng bỏ bom, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta làm theo các cái bước này thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng đó, giảm thiểu cái tình trạng đó. À, thì ví dụ như là trước đây thì Huy hay có sử dụng một cái chiêu như này, đó là hai cái người trong chapter á, hai cái người cùng ở trong BNI hoặc là đồng nghiệp với nhau á, thì mình sẽ đảo cái tập khách hàng cho nhau. Ví dụ như Huy có hai khách, bạn Huy có hai khách thì Huy sẽ gọi điện cho hai khách của bạn Huy. Đấy, hoặc là bạn Huy sẽ gọi điện cho hai khách của Huy để mà gì ạ? Để mà xác nhận. Ví dụ như là Huy sẽ alo. Xin chào anh Đinh Tiến Dũng, em là trợ lý của bạn của chị Quách Nhung. Thì hôm nay em nhận được cái thông tin là anh có hẹn chị Quách Nhung vào 2 giờ chiều mai. Thì anh xác nhận giúp em cái lịch họ được hẹn để em lên lịch cho chị Quách Nhung. Đấy. Mình với cả Quách Nhung thì là đồng nghiệp với nhau, ngang hàng với nhau. Nhưng mà gì ạ? Mình giới thiệu giống như mình là trợ lý của chị ấy. Thì đúng lúc ở cái vai trò ở cái lúc đó thì mình là trợ lý của chị ấy. Đúng không ạ? Đấy. Thì tự nhiên là anh Đinh Tiến Dũng lại thấy bảo là ừ, công nhận cái này cũng kinh thật, nó có cả trợ lý cơ. Chứng tỏ là cũng ác đấy, là mình đáng để mình gặp. Đúng không ạ? Bởi vì trong cái quá trình hẹn bạn ấy nó có một cái nguyên tắc rất là quan trọng, đó là cái vị thế của mình. Vị thế của mình tức là nếu mà vị thế của mình thấp quá, bảo anh ơi anh cố gắng anh đến gặp giúp em năn nỉ anh xin anh ấy, thì khi đấy em sao ạ? Thì mà thích thì đến, tiện thì đến, rảnh thì đến, không có việc gì thì đến, còn không thì sao ạ? Không thì thôi. Tức là sao ạ? Khách hàng ở vị thế rất là cao như này mà mình ở vị thế rất là thấp như này thì rất khó để mình hẹn gặp. Nhưng mà mình đảo ngược lại, vị thế của mình cao như này, vị thế của khách hàng thấp như này, họ đến gặp mình thì họ phải khao khát, họ đến gặp mình bởi vì mình đang trao giá trị cho họ, họ đến gặp mình bởi vì họ cần mình, họ đến gặp mình bởi vì mình có giải pháp giúp cho vấn đề của họ. Giống như là họ đến gặp mình bởi vì họ đang có bệnh và mình có giải pháp để chữa bệnh cho họ, kiểu kiểu như vậy. Mình có những cái thuốc đặc thù, những cái thuốc để mà gì ạ, đặc biệt mà chỉ có mình có thôi. Mình có cái USP trong kinh doanh. Trong kinh doanh anh chị em biết là có tìm cái gì ạ? Cái điểm bán hàng độc đáo đó. Đấy. Thì mình có USP mà họ khao khát, họ muốn đến gặp mình. Tức là cái vị thế của mình nó cao hơn. Đó. Thì như vậy là cái tỷ lệ mà chốt sale, tỷ lệ mà hẹn khách sẽ thành công cao hơn. Và tương tự như vậy, cái khách của Huy thì Huy lại chuyển cho Quách Nhung ở đây nha. Đây là anh này là tên là Nguyễn Thiềm này. Anh ấy là sinh năm bao nhiêu đấy, anh ấy đang làm gì, đang ở đâu, anh đang cái nhu cầu như nào, đã nói chuyện với anh như nào rồi, thì gọi hộ
hộ anh. Thế lại có anh Nhung lại gọi điện bảo anh Nguyễn Thiệp, anh Nguyễn Thiệp ơi, em là trợ lý của anh Quang Huy, thì em xác định ngày mai có cái lịch 2 giờ, anh hẹn anh Quang Huy ở địa điểm là ở cà phê góc phố kiểu kiểu vậy, thì anh xác nhận giúp em để em lên lịch cho anh Quang Huy nhé. Anh Nguyễn Thiệp thì vừa mới nói chuyện với anh Quang Huy xong, tự nhiên có cô trợ lý gọi điện để xác nhận lịch, nghe thấy cũng ra gì mà này nọ đấy chứ, đúng không ạ? Đấy, thế là gì ạ? Thế là đúng rồi, anh vừa mới xác nhận ngay lúc đó ấy, ngay sau khi mà mình gọi điện cho khách thì mình chuyển cái thông tin này cho cái người trợ lý của mình, cái người trợ lý gọi là trợ lý ảo ấy, tức là trợ lý chỉ có gọi là đảo cho nhau ấy. Thì lúc đấy là mình sẽ thấy là gì ạ, nó sẽ người người khách hàng họ ta thì 99% là họ sẽ đồng ý, bởi vì họ vừa đồng ý với anh Quang Huy xong thì lại có cô trợ lý cô gọi điện thì về cơ bản là họ sẽ đồng ý, đúng không ạ? Còn trừ những cái trường hợp nào ôi chết rồi anh quên mất là anh vừa đồng ý với anh Quang Huy xong nhưng mà anh lại quên mất là anh có lịch, thì em có thể sắp lịch cho anh vào hôm khác được không? Thế thì làm sao ạ? Thì là mình cũng không bị bỏ bom, đúng không anh chị em? Rồi mình cũng biết được là hôm khác mình báo lại cho anh Quang Huy là ok, vấn đề gì đâu. Nếu mà mình lúc đó là anh Quang Huy anh có thể là rảnh được thì là anh ok luôn, không vấn đề gì. Quan trọng nhất đấy là mình không bị bỏ bom, mình cứ chờ khách đến, mà khách không đến thì cuối cùng là mình mất thời gian đó. Khi mà mình làm được cái bước này ấy, thì nó sẽ rất là dễ trong cái việc mà hẹn khách, mà 90% là không bị bỏ bom. Tức là có thể là trong cái quá trình đấy nó 4 lần mình xác nhận như vậy, trong cái quá trình đấy, một trong các cái quá trình đấy mà gì ạ, mà khách hàng không đến được thì họ cũng báo luôn là tôi không đến được, thì ít nhất là mình có điều kiện để mình chuẩn bị để mình làm việc khác, chứ mình không cứ ngồi mình chờ như này, cứ ngồi chờ này, sao nó không đến nhỉ, sao nó bảo nó đến mà nó không đến nhỉ, cứ thế này, đúng không ạ? Đúng không anh chị em? Đó đấy, thì mình sẽ rất là bị động, ở đây mình sẽ luôn chủ động. Bao nhiêu anh chị em thấy cái mẹo này rất là hay thì comment xuống là hay được không ạ?